Còn tại trường Đại học Nguyễn Trãi, một trường đại học ngoài công lập, ngay từ đầu, sinh viên kế toán đã được làm quen với những phần mềm có chứng từ thật và hóa đơn thật. Các em được giảng dạy bởi các doanh nghiệp, được học việc và thực tập để cọ sát với thực tế nhiều hơn khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Em nghĩ là những cái phần mềm này sau này khi đi làm ấy thì cần rất là cần cho mình, cho nên là khi mà được học trước ấy thì sau mình đi làm thì mình đã có kinh nghiệm trước, thì đến sau đến công ty đi làm nó không bị bỡ ngỡ. Bắt đầu từ năm học này, trường Nguyễn Trãi đã liên kết với 150 doanh nghiệp đến từ các lĩnh vực kế toán, truyền thông, ngân hàng, mỹ thuật, kiến trúc hay du lịch để giúp cho các sinh viên có nhiều hơn sự tương tác với thực tế. Theo ban giám hiệu của trường Nguyễn Trãi, thay vì đào tạo nghiên cứu hàn lâm, trường này đã chuyển hướng sang tăng cường đào tạo ứng dụng, thực hành gắn với việc làm, đến gần hơn với cung cách đào tạo của các trường nghề. Cái này thì chúng tôi cũng đã xây dựng được một cái quỹ giảng viên. Chúng tôi có cái hai cái hệ thống giảng viên là giảng viên tại trường và giảng viên cái quỹ giảng viên tại doanh nghiệp, là các lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia từ doanh nghiệp. Tôi nghĩ là việc kết hợp giữa doanh nghiệp với cả nhà trường là một cái xu thế tất yếu. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc kết hợp này nó mang lại quyền lợi cho cả ba bên. Đối với nhà trường thì sẽ có được những phương pháp thay đổi trong cách dạy học của mình, nó gắn với thực tế nhiều hơn, có cái nhìn trực quan hơn. Và đối với các em sinh viên thì các em được tiếp xúc ngay từ trên ghế nhà trường những cái thao tác làm việc nó thực tế. Và đối với cả cái doanh nghiệp chúng tôi thì đây là một cái cơ hội mà chúng tôi có thể tìm kiếm cái nguồn nhân lực tốt nhất. Chất lượng lao động yêu cầu nó cao hơn thì lúc đó là người ta sẽ phải chú trọng đến những câu chuyện thực tế hơn về tay nghề, về năng suất lao động, về chất lượng lao động. Đấy, cho nên là lúc đó cái khả năng làm việc là sẽ phải được đánh giá cao hơn. Đấy, cho nên cái việc mà thay đổi đó là câu chuyện tất yếu. Còn trường Đại học Nguyễn Trãi dự kiến tuyển sinh gần 1.000 sinh viên. Với những thay đổi trong phương pháp giảng dạy của các trường hiện nay, sinh viên có thêm nhiều sự lựa chọn và có quyền để hy vọng vào chất lượng đào tạo trong những năm tới đây.